1 2 3 Wow, siêu xe bu trần. Xe xịn thì chứ. Cảm biến luôn. Chạy thử coi. Có xe xịn vậy, đi ra ngoài test mới được. Đúng là xe xịn mà. Cái gì nó kêu gọc 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 vậy ta? Gọc gà tốt rồi. Sửa xe hả cưng? Ê gì? Làm gì đó cô? Đồ ra gì không lấy sửa xe? Wow. Nhận chiếc xe đẹp dữ thiệt. Làm thử khúc không? Biết chạy được không? Làm thử khúc. Chơi hoài. Co đông co nó kêu nè. Dữ trời. Cái này nước siêu xe thiệt, chạy mới được chứ xe tao đồ chơi sao chạy lại. Nói hoài bây giờ chơi hay không? Chơi chơi sợ mày hay vậy? Đi. À, khoan. Để tao gắp đồ nghề vô mới được. Ở đây gáp bãi xe lỏ này đi nha. Em vào bển trước à. Xe đẹp cho em ra lỏ. Đi dễ tao đi con. Của tao nè. Bây giờ chơi như thế nào? Mày muốn chơi như thế nào tao chiều mày thế nấy. Chiếc xe mua cái trăm cũ, đua kèo giỡn giỡn đâu được đâu. Ghê ta. Ê đây. Bây giờ đua kèo 10 cũ nè. Sợ rồi chứ gì. Dạ không có tiền thì sao? Không chơi. Chơi biến về. Thôi, mà giờ không có tiền nhưng mà giờ đua xe bắt xác nè. Đủ mới xác à. Ok, để tình anh em quất luôn đó. Trời ơi. Vô. Ai mà khoan. Gì? Chiếc xe này chạy chút cũng hư nè, không mấy đưa mẹ đi khỏi đua. Nắng quá vậy. Chắc xe mày ăn được xe tao à. Chưa, ăn được không? Mày ăn lào đó. Hay đó. Quất vô. 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 Một. Hai. Siêu xe lỏ, siêu xe lỏ chạy không được luôn mà thật, siêu xe dữ. Trời trời, kỳ trời. Ê, coi anh chạy từ từ cũng tới đích thế nè. Hiện, hiện, hiện. Hiện, hiện.
kỳ vậy ta? Ê, xem anh về đích nè. Pin. Má nó tức kìa chứ. Này phải cá như mày mới cứu là mày tiêu mày rồi. Siêu xe lỏ rồi chứ. Vậy mà ông nói xe này chạy nhanh lắm. Ôi siêu xe của bắp. Rồi anh ở đây chơi nha. Em đi về công chuyện cái vô liền. Ủa mà quên hả? Tao khoan, chưa đưa chiếc xe tao. Rồi đây nè. Quên nè. Đó, chiếc xe cù bắp của mày á, thiệt á, anh chỉ chơi thử thôi, chứ anh không thèm đâu. Xin Xin đâu? Này, ông trời nó đâu? Ừ. Đây, mà ráng kiếm chiếc nào mà xịn ngon ngon hãy chơi với anh nha. Cù bắp đừng bao giờ chơi nữa. Ừ, chờ nó đây, đi về à. Về. Xe cù bắp mà đặt xe xịn. Nãy phía cá nó 10 triệu rồi. Chết rồi. Rồi, ra coi sao.